Bác đã quay trở lại với kênh mặt hàng của bên Honoa nhé. Hôm nay thì em lại giới thiệu cho bác thêm một cái mẫu sản phẩm nữa của PD Audio. Lần hôm trước thì em có giới thiệu với bác là cái mẫu PD Audio M6 thì sẽ có hai cái tai ở hai bên. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với bác một cái mẫu mới nữa là cái mẫu của PD Audio nhưng mà nó là M8. Thì cái kiểu hai cái mẫu này thì thực tế là nó đang giống nhau, về ruột gan là giống nhau hết. Chỉ có cái kiểu dáng của con này thì là nó khác một chút, và cái tai sẽ lắp ở ngoài. Bắt đầu muốn lắp thêm tai để bắt đầu tổ thì có thể là lắp vào sau. Ở đây nó sẽ có ốc chờ ở đây. Đấy, sẽ lắp vào đây. Còn không thì bác bỏ ra như thế này. Đấy, kiểu dáng con này là bo tròn hai bên. Bo tròn hai bên rất là đẹp. Bo tròn nha anh em nhé. Nhìn kiểu dáng rất là đẹp luôn. PD Audio M8. Hàng công ty, nhập khẩu nguyên chiếc, COCQ đầy đủ các bác nhé. Hàng sẽ được bảo hành 12 tháng. Anh em nào mua hàng thì có thể là để lại số điện thoại hoặc là địa chỉ, nhận giao hàng tận nơi, sau đó nhận hàng và thanh toán cho em. Các bác nào mua ở xa thì cứ mạnh dạn đặt hàng. Cái này hàng ở khi đến tay các bác thì các bác tháo ra, được phép tháo ra kiểm tra nhé. Kiểm tra và test qua cho nó chạy đi. Thì sau đó thì các bác thanh toán hàng cho bưu tá. Giá một cái sản phẩm này hiện tại bên em đang bán cho các bác là 1.750.000 đồng. 1.750.000 đồng nha bác nhá. Hàng có cả đi vợt luôn, đầy đủ các tính năng cổng quang Bluetooth. Cổng quang Bluetooth chống hú đầy đủ. Đây, nút chống hú đây này anh ạ. FPX là chống hú này. Nhấn vào tức là chống hú. Nhả ra là tắt chống hú. Nhấn vào này. Đây nó có màn hình hiển thị input này. Bên này giữa này là cái đèn led xanh đỏ tím vàng rất là đẹp mắt. Phần toàn bộ dưới này để điều chỉnh. Bên này thì cũng có hệ thống đèn led nữa này. Từ các cái chiếc áp này bác vặn lên vặn xuống này, nó sẽ có mức đèn ở đây, đèn led đây, nhìn rất là đẹp mắt. Kiểu dáng đằng sau này, con này thì hàng cực kỳ chất lượng anh em nhé. Tí nữa em sẽ tháo bo mạch ra cho các bác xem luôn cái bo mạch của nó. Đây phần đằng sau nhé, đằng sau này cổng quang này để cắm từ TV smart xuống này. Hai cổng aux bằng jack hoa sen 1 và 2. Anten này là anten để bắt Bluetooth. Cái con này đứng ra súp đây. Nó hai cái volume này là để, một cái là để sắp volume này là để chỉnh to nhỏ của đường ra sắp nó súp ngoài của các bác ấy. Còn đây là cái cắt tần số. Thông thường thì cắt tần số này thì các bác để ở mức 80 cho em là hay. Còn cái music này để kịch luôn. Các bác là muốn giảm bớt thì đầu vào thì có thể giảm bớt nhỏ xuống ở chỗ này. Đấy. Còn bên này là dành cho cổng center. Đây là một cái cổng center nữa. Gain nó đang để kịch luôn nhá. Bên này hai cổng chính này, left right này, trái phải. Đây cổng chính để các bác cắm xuống âm đi hoặc là cũng đẩy. Hai cổng rig out này là cổng để chúng ta livestream mic volume này, đây, đang để mắc luôn. Có lỗ mic đằng sau luôn nha anh em nhá. Tích hợp cả hai loại jack luôn. Jack 3 chân và jack 6 ly. Nói chung là tối ưu hóa rồi. Đây, kiểu dáng nó đây, quay lại lưỡi cho bác xem này, sau tí điện tháo bên trong bác xem luôn. Đây một con vang cơ, hàng xịn sò, giá lại rẻ. Chỉ có con BD này là hàng em thấy đẳng cấp, hàng riêng order riêng bên em nhé. Hàng order đặt hàng 100 con, đặt nhập khẩu trực tiếp 100 con ở bên Trung Quốc nhé. Hàng cực kỳ xịn luôn. Tí em sẽ tháo cái hộp bạch đá đây, là cái máy khoan đây, tháo bỏ bòi ra xem này. Đá đây. Đây thì em sẽ lấy cái chỉ cần tháo bo mạch ra các bác biết là nó chất nó như thế nào. Đây rồi, máy khoan em đây rồi. Bây giờ sẽ tháo ra cho bác xem luôn, chi tiết luôn. Xem cái bo mạch nó chất như thế nào nhá. Chờ em tí. Tháo cái bo mạch ra cho bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng. Không hay không lấy tiền các bác nhá. Hai bên này. Đây cái hai cái này bác bắt vào tai. Cái này. Hàng rất là đẹp nhá. Hàng em order nhập khẩu chính hãng của nó.
ở đây còn con nữa. Đây tháo ra cho bác xem luôn hàng chất lượng như thế nào nhé. Ok, đây úi xời ơi, bác nhìn này, hàng của công ty, hàng hãng nó làm rất là khác luôn. Bác nhìn các bo mạch này. Đấy, bên trái này là cái bo mạch dành cho micro và chống hú này. Linh kiện làm rất chất lượng, nhìn rất là khôn. Các cái dây rắc, các cái phần rắc cắm này đều họ đều tra keo hết để đảm bảo độ bền. Này, keo hết này. IC chính này, QC này, đấy. Zona này. Riêng phần bên nguồn này nó ta làm riêng, biến áp này làm hẳn cái biến áp, làm cái hộp riêng để cho biến áp này, BD Audio. Rất là chất luôn. Đây là phần bo quản lý nguồn này. Đấy. Các cái chân đầu ra của đầu ra chính nó đều mạ vàng hết. Nhìn cái bo mạch này các bác sẽ đánh giá được là cái hàng nó chất lượng hay không và bền bỉ như thế nào. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng nhá. Mấy cái hàng ở trên thị trường bán giá nhìn cái bo mạch cứ nhờ nhờ, màu sắc nó không sắc nét, nhìn qua con này nó khác hẳn luôn. Từng chi tiết một, hàng chất lượng người ta phải làm như thế này, QC viết đầy đủ. Các bạn thấy không? Đều mạ vàng hết các chân cắm này. Nhìn rất là khôn. Này, cho anh em xem luôn, không bảo hàng hàng chất lượng như thế nào là hàng chất lượng. Đấy. Hàng cực kỳ khôn luôn. Đó. Mặt trước này. Mặt trước, mặt sau thì anh em quay cho em xem luôn. Đây là mặt sau này. Mặt sau anh em quay nhá. Đấy. Rồi. Các bạn nhìn này, phần chiết áp này. Quan trọng nhất con này là chiết áp này, chiết áp nhìn nó khác hẳn các cái loại chiết áp thị trường luôn đó. Các bạn nhìn không? Làm cực kỳ tốt luôn. Đấy. Từng con IC dán này làm cực kỳ đẹp, bo mạch làm rất tốt luôn. À. Được chưa? Bo tay chấm con luôn. Làm đẹp này. Ok các bác. Bây giờ em sẽ quay, em sẽ cắm điện vào để thử cho bác xem luôn. Này. Từ cái phím bấm nguồn này nó làm khôn rồi đấy. Anh nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Khởi động lên nhá. Đẹp lóng lanh luôn. Khởi động lên là thế rồi. Khi mà bất kỳ có tín hiệu nào vào đây nó sẽ alo phát, nó sẽ tỏa ra hai bên. Đây. Sẽ lấy cái mic này để alo thử cho anh em nghe nhé. Alo vào đây. Cắm thêm một dây rắc vào. Hôm nay em sử dụng cục đẩy nhé anh em nhé. Cục đẩy ra loa luôn. Rồi. Đẩy lên, bật micro lên. Được, 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 được. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey, hey. Hey, hey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo. 5, 6, 7, hey, hey, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey. Chỉnh trọt gì ở đây này, bên này là chỉnh echo này, đây là mic này, đây là nhạc. Hey 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 4567 được được. Nhạc của này cực kỳ chết luôn nhé. Rồi ok, bác nào nhu cầu mua thì alo em. Review mà em thì quay con này chất nó giống như con M6 thôi, nó chỉ khác nhau kiểu dáng thôi. Em quay review lướt qua cho anh em xem thôi, hàng bên em, hàng order trực tiếp. Hàng cực kỳ chất lượng nhá, mà kiểu dáng rất là đẹp. Mạch khôn này, nhìn khôn này.